Xin chào anh em trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay mình sẽ tiến hành bẻ tán cho cái cây khế này, làm lại tán cho nó. Cái khế này thì mình hiện tại mình đưa vào chậu này, nó chỉ là cái phôi này thôi. Bây giờ phải làm tán cho nó. Cây này rất là hay là nó có cây tử này. Ngoài việc rất đam mê hoa hồng thì mình cũng rất đam mê cây cảnh nha các bác nhé. Mặc dù là khả năng tạo tán cũng chẳng giỏi, không giỏi đâu, nhưng mà đam mê là chơi thôi. Bây giờ cứ đam mê là chơi các bạn, chả biết là ai giỏi cái gì đâu. Thế nó khác với cây khác là tà cái thân nó rất là giòn. Các cụ có câu là hóc xương gà xa cành khế, tức là cái cành khế nó rất là giòn các bạn, bẻ không khéo nó gãy nhanh. Này xong là sẽ cho tán xòe ra. Cây phôi cho nên là lá gần như là phải cắt 80% để nó tránh hiện tượng thoát hơi nước. Để dần dần nó dễ thoáng lắm. Là mình sẽ bẻ tán làm theo kiểu như là dáng dáng lọng, hay còn gọi là nhất trụ kình thiên đấy. Dây này hơi nhỏ, hay nhỏ là đến 2-3 lớp dây. Cái này phải cỡ dây 6 ly. Nhưng hiện tại không mua được dây to, cái dây nhỏ thôi. Không sao hết.